Vâng, thưa các bạn, là tại cái video này Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn một giải pháp chơi nhạc Music Server and DAC mà do Khang Audio lên một cái cấu hình 9.500.000, gồm có một cái ổ cứng 1T chứa dữ liệu nhạc, một cái máy tính mà chứa phần mềm Volumio để điều khiển là Music Server, và một cái giải mã có thể giải mã được lên đến 32 bit, hoặc là với những cái file nhạc DSD 2.8 MHz như các bạn vừa nhìn thấy. Xin chào các bạn. Thưa các bạn, tại video này Khang Audio xin giới thiệu với các bạn một cái giải pháp chơi nhạc số bằng cái phương tiện là Music Server. Thưa các bạn, ngay sau đây Khang Audio xin giới thiệu với các bạn các cái thiết bị mà cấu thành một cái hệ thống mà Khang Audio setup cho các bạn chơi. Sản phẩm đầu tiên là trung tâm điều khiển, đó là Music Server, đó chính là cái máy tính HP với một cái cấu hình nhỏ gọn và có thể cài đặt được cái phần mềm điều khiển Volumio. Và cái phần mềm điều khiển Volumio ở trong cái máy tính HP này, nó giúp cho các bạn là có thể vận hành, điều khiển được cái việc sử dụng nguồn nhạc nó rất là nhanh, nó rất là mượt. Nó không giống như các bạn sử dụng ở trên máy tính là phải chờ đợi khởi động máy này, rồi là phải bấm nút thông qua chuột, rồi là nhìn thấy màn hình mới bấm. Mà cái phần mềm Volumio này, sau khi đã được cài đặt ở trên cái Music Server này, sẽ tích hợp cùng với nó bằng một cái app ở trên các cái thiết bị cầm tay thông minh, hoặc là Samsung hoặc là iPhone, rất là thuận tiện. Và thưa các bạn, là khi điều khiển thì mục tiêu của cái việc mà sử dụng các cái app này, đó chính là khai thác tất cả các tính năng của cái Music Server này, có thể là khai thác nguồn nhạc từ ổ cứng mà chúng tôi tích hợp ở đây, đó, nguồn ổ cứng. Thứ hai là các bạn có thể khai thác nhạc trực tuyến mà các bạn phải trả phí, ví dụ như là Tidal hay Spotify hay là YouTube. Thứ ba là các bạn có thể khai thác cái nguồn nhạc từ các cái dữ liệu nhạc mà các bạn đưa lên điện toán đám mây để các bạn lại load nó về để các bạn chơi. Đấy là cái thứ ba. Và sau khi mà điều khiển cái Music Server để lấy cái nguồn cơ sở dữ liệu nhạc này rồi, xuất cái nguồn tín hiệu đó sang một cái thiết bị thứ ba, đó chính là bộ giải mã. Bộ giải mã. Và trên cơ sở của cái bộ giải mã này, và cái khả năng giải mã nó lên đến 32 bit, hoặc là những cái file nhạc DSD định dạng DSD 128, thì KDAC 02 của Khang Audio kết hợp với Music Server, kết hợp với một ổ cứng rời, tổng cái chi phí cho cái sản phẩm này với ổ cứng 1T là 9.500.000, các bạn đã có thể khai thác, sử dụng, vận hành cái hệ thống Music Server and DAC và ổ cứng một cách hết sức là mượt mà. Và thưa các bạn, ở trong ổ cứng 1TB mà Khang Audio setup ở đây, chúng tôi lựa chọn và tuyển chọn cơ cấu các cái nguồn nhạc thành các cái file nhạc với chất lượng rất là cao, từ những cái file nhạc 16 bit đến 32 bit, rồi những cái file nhạc DSD, rồi cơ cấu thành các cái thư mục thư viện nhạc với rất nhiều kiểu nhạc khác nhau, loại hình nhạc khác nhau, từ nhạc đồng quê, nhạc trữ tình, nhạc quốc tế, nhạc high end, rồi là các cái chương trình nhạc để test dàn, rất là nhiều. Và tổng số các cái đĩa nhạc có ở trong một cái ổ cứng 1T này lên đến là khoảng độ 3.000 đĩa. Và ngay sau đây thì Khang Audio sẽ mời các bạn xem chúng tôi trình diễn, trải nghiệm cái Music Server này thông qua một cái thiết bị cầm tay điện thoại Samsung. Nào, em giúp anh. Bây giờ chúng tôi đã bật các cái thiết bị này rồi, và chúng tôi sẽ bật cái sản phẩm KDAC lên và vặn volume lên đến khoảng độ 3 giờ chiều và chọn cái Bluetooth NDAC rồi. USB DAC rồi, xong. Và chúng tôi sẽ sử dụng một cái điện thoại thông minh để điều khiển thông qua cái phần mềm Volumio này. Đó, và chúng tôi có thể thông qua cái phần mềm này, chúng tôi sẽ truy cập được vào cái ổ cứng này. Truy cập được vào cái ổ cứng này. Em đây. Ví dụ như là cái ổ cứng mà chúng tôi đang có ở đây chính là ở cái file nhạc này, các bạn mở ra. Và trong cái file nhạc này ấy, thì nó có rất là nhiều các cái nguồn cơ sở dữ liệu nhạc. Ví dụ như là có nhạc DSD chọn lọc này, nhạc hòa tấu không lời này, nhạc quốc tế lossless này, nhạc Việt Nam lossless này, rồi các cái bản nhạc chuyên về
gọi là non-stop đấy, rồi bản vinyl, tức là những cái bản nhạc mà được copy từ đĩa than ra, sau đó chúng ta sẽ vào chọn từng cái mục một. Ví dụ hôm nay chúng ta chọn cho các bạn nghe một cái đĩa nhạc Việt Nam của Phương Phương Thảo đi, cho nó đỡ bị bản quyền khi up lên. Và trong này thì như các bạn nhìn thấy là có hàng nghìn các cái file nhạc khác nhau, và mỗi một cái file nhạc là tương đương với một đĩa nhạc. Và ở trong cái ổ cứng này hiện nay của chúng tôi là có 3.000 đĩa, tương đương với 30.000 bản nhạc. Đã, chất lượng cao. Mời các bạn nghe thử một bản. Chút nữa chúng tôi sẽ mở các bạn xem đến cái phần nguồn nhạc DSD. Đó, tiện dụng cho các bạn mượt mà, nhanh lắm, chỉ xong có mấy giây thôi. Chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư, chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió, hôn hút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Vâng, ngay sau đây thì tôi xin mời các bạn trải nghiệm một cái đĩa nhạc DSD nhé. Ok, mời các bạn trải nghiệm một cái đĩa nhạc DSD trên cái cơ sở dữ liệu nhạc 1 TB của chúng tôi này. Đấy, thì khi mà vào cái phần file nhạc đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái mục nhạc DSD chọn lọc này. Đấy, chọn cái Alan Taylor hay cái gì đấy cũng được. Rồi, thế thì mời các bạn nghe một bản nhé. Và em xem nó hiện ra cái gì đó ở đây thì thưa các bạn, cái file nhạc mà chúng tôi đang mở của các bạn nó tên là Love Letter. Và đây là một trong những cái file mà có cái định dạng nhạc DSD 2.8 MHz. Rồi, xin mời các bạn nghe. Đưa cho anh, để anh mời các bạn xem. Vâng, thưa các bạn, là tại cái video này Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn một giải pháp chơi nhạc Music Server and DAC mà do Khang Audio lên một cái cấu hình 9.500.000, gồm có một cái ổ cứng 1T chứa dữ liệu nhạc, một cái máy tính mà chứa phần mềm Volumio để điều khiển là Music Server, và một cái giải mã có thể giải mã được lên đến 32 bit, hoặc là với những cái file nhạc DSD 2.8 MHz như các bạn vừa nhìn thấy, chất lượng nhạc rất là cao. Và hy vọng đây là một trong những cái giải pháp về công nghệ, về chất lượng âm thanh, về giá tiền và về cách sử dụng. Chúng tôi sẽ làm tiếp những cái video về cái hệ thống Music Server and DAC mà do Khang Audio setup lên cấu hình này để mời các bạn trải nghiệm, theo dõi. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn, tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng và setup một cái hệ thống tốt nhất cho các bạn nha. Khang Audio xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.